Đây nè anh em, tôi sẵn tôi quay luôn cái bàn phím mà gần 300k hồi hôm bữa tôi mua cho anh em coi vậy nè. Đó bàn phím 300k này nha. Gần 300k nha. Không biết hiện nay giá nó như thế nào. Đó cái bàn phím này nó nói chung là nó thiết kế còn cái mặt bàn phím á nó láng hơn là cái ấy, nhưng mà cái bàn phím nhìn rất là nặng nha anh em, rất là nặng luôn. Ở dưới đây á, ở dưới đây nó là bằng sắt bằng nhôm vậy anh em, nhìn nè. Nói chung là nhìn cái bàn phím này rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn luôn. Đó. Thiết kế nhìn đẹp, nói chung là nó thiết kế mà hoàn mỹ hơn là cái bàn phím mà 130k. Nói chung thì tiền nào của đó thôi anh em ơi. Tiền nào của đó, đây là cái bàn phím gần 300k này nhé. Đó, tôi sẵn tôi quay tôi review cho anh em coi luôn. Cái này nó chỉ có một cái một màu đèn thôi, màu cam thôi. Đó, chỉ có một màu đèn thôi. Nhưng mà đèn nó rất là sáng luôn, nhìn nó rất là đẹp. Đó. Đó. Này bàn phím này gần 300k nha anh em. Bàn phím kia nó làm toàn là như đa số là bằng nhựa không anh em ơi. Bàn phím này nó thiết kế rất là, nói chung là rất là chắc tay, mình cầm lên là sướng lắm. Nói chung là tiền nào của đó, mình nâng cấp từ từ thôi. Từ từ bớt có tiền mình sẽ thử cái bàn phím cơ nó như thế nào anh em. Giờ thì cũng chưa có điều kiện, với lại cũng chưa có cần thiết, mình cứ xài mấy bàn phím này thôi. Rồi ok anh em nha. Đây là bàn phím 300k nè, gần 300k. Rồi hello anh em nha. Chào anh em, chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Bữa nay tôi tiếp tục review một món đồ, một sản phẩm nữa. Cái này món đồ này tôi đặt hàng, tôi mua ở trên Lazada đó anh em. Nó mới vận chuyển về chiều ngày hôm qua. Giờ tôi có mới có việc tôi quy hợp ra tôi test và kiểm tra về chất lượng của sản phẩm này như thế nào á. Tôi review cho anh em coi luôn. Cái này á là cái bàn phím anh em. Bàn phím giả cơ. Nó có tặng cho mình một con chuột kèm theo. LED này LED 7 màu. LED 7 màu nhớ cái màu cái bàn phím này màu đen nha anh em. Tôi mua với cái dịp mà sinh nhật của Lazada. Lên sinh nhật của Lazada thì nó giảm giá hay sao tôi không biết, mà tôi mua với tổng số tiền là 130k với cái bàn phím này nha. Thấy đánh giá thì cũng ok á, rồi mới mua, không biết như thế nào. Tôi mở ra tôi review và tôi đánh giá sản phẩm cho anh em coi luôn ha. Cái clip này, cái bàn phím này là phím giả cơ nha anh em. Phím giả cơ LED 7 màu. Có tặng thêm một con chuột. Nè, phím giả cơ và chuột. Game dành chuột game dành cho game thủ. NTCG21 LED đa màu, màu đen. Đó. NTCG21 là cái gì không biết nữa. Đó. Cái này tôi đặt hàng trên Lazada. Cái nhà bán hàng là ở Nhất Tính Computer. Địa chỉ là 139 Xuyệt Nam, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh, phường 26 Hồ Chí Minh anh em. Cái người bán hàng này là địa chỉ người bán hàng. Món hàng này thì tôi đặt trên Lazada. Rồi ok anh em nha, khui hộp. Phủ dưới đất nè. Rồi, nhìn đóng gói cũng hoành tráng anh em. Hộp chắc chắn. Nhìn cũng đẹp á, hộp chắc chắn, rất là đẹp luôn á. Hoành tráng. Rồi cái này không cần thiết đến nữa. Vứt. Đóng gói hàng rất là đẹp nha anh em. Đóng gói rất là chắc chắn. Cái hộp này là hộp nguyên siêu luôn nè. Đó. Không có bị mớp méo, không có bị thế nào. Nè cái hình của cái bàn phím này nè anh em. Hình của bàn phím nè. Nè bàn phím nè, cặn thêm con chuột. Toàn là chữ tàu thôi nha anh em. G21. G21. Nói chung là lâm la còn là chữ tàu không à. Chỉ biết được cái bàn phím thành cái bàn phím là con chuột. Đó, như vậy thôi. Bây giờ mình mở rồi mình review ha. Đó.
đóng gói rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, em nói nè, sản phẩm nhân vật chính xuất hiện đây, nó nè, bóc tem thích nhất là cái việc bóc tem vui quà. Đây, bàn phím ở đây, bàn phím thì thấy cũng ok anh em, bàn phím cũng đẹp á. Mà nó cũng vừa tay à, nó không có nặng lắm. Hồi lúc trước á, tôi có đặt mua một cái bàn phím trị giá gần 300.000 anh em, khoảng 280-290 gì á, cũng cái bàn phím giả cơ luôn, nhưng mà nó rất là nặng. Rồi cái mặt của bàn phím này nè, nó bóng loáng, nhìn nó thiết kế vậy như là tinh xảo hơn là cái bề mặt của bàn phím này, nhưng mà mình không có đòi hỏi gì hơn. So với giá tiền thì như vậy là giá quá ok rồi. Nói chung thì chút nữa mình cắm vào mình test thử. Đây cái bàn phím, và đây là con chuột xà bự chà bá anh em. Con chuột này rất là to luôn. Đây cái bàn phím đó, hình của nó đây, cái này là màu trắng, cái này là màu đen. À, nó cho mình một con chuột kèm theo cái hộp luôn, chuột game khủ. Chuột nó hồi xưa giờ tôi cầm toàn là chuột không dây, không, nó hơi nhỏ gọn á. Cái chuột này nó bự quá, nó cầm cảm thấy nó sao, nó bự chà bá. Đó, chuột nó như vậy nè anh em. Nói chung là ok, giống như hình nó mô tả trên lúc mà nó bán sản phẩm. Bàn phím, chuột, chung là phím giả cơ thôi, không có đòi hỏi gì nhiều nữa. Với cái tầm tiền 130k này không có đòi hỏi được nhiều nữa. So với cái tầm giá này, chung thì bấm thì nó cũng sướng sướng tay nè, như làm sao mà bằng cái phím cơ được. Rồi đơn giản thôi, bấm cảm thấy cũng sướng anh em. Chỉ 130k ha, giá của nó là lúc tôi mua là 119k nha, là nhân dịp sinh nhật của Lazada, rồi cộng thêm tiền ship nữa là 130k anh em. Nhìn thiết kế cũng đẹp. Rồi ok, tôi cắm vào cái máy tính rồi tôi test cho anh em xem luôn nha. Trong này nó cầm nó sướng lắm, nó sướng, nó thoải mái lắm nha. Nè, led bảy màu. Đây, led bảy màu. Rồi, tới cái bàn phím. Ủa? Bàn phím. Phím cái nào bắt đèn đó trời. Đi u ra lên đèn nha. Để màu nha. À đèn phím. Đẹp bảy màu. Sướng tay anh em. Nè, lên led 7 màu rất là đẹp luôn nha. Lên led 7 màu rất là đẹp luôn. À, màu xanh, màu đỏ, màu xanh da trời. Này ba màu. Màu xanh lá nè, màu đỏ nè, rồi sau màu xanh da trời nè. Rồi ok, để tôi bắt, tôi ấy trên cái
màn hình máy tính á. Nói chung là bấm nó cũng sướng hay lắm em. Để chị bấm phím thử rồi cảm giác phím như thế nào. Bỏ quạt lên bấm thử. Chung là phím rất là nhạy luôn nha. Chung là phím cũng khá ok. Đối với cái tầm giá này mà đối với cái tầm giá tiền này mà cái phím như vậy là mình chấp nhận được rồi anh em ơi. Rồi cái chuyện mà dạng như là nó bền hay không thì thời gian sẽ trả lời thôi, chứ mình cảm thấy cái hàng này mình rất là thích luôn á, mình rất thích. Từ cái việc mà đóng gói nè, từ cái việc đóng gói nè, đóng gói rất là đẹp nè, rất là cẩn thận luôn á, rất là cẩn thận. Rồi xong rồi phím là phím mới hoàn toàn luôn anh em, nguyên siêu nguyên hộp luôn, phím với lại chuột nằm ở trong hộp hết luôn đó. Đèn thì rất là đẹp, đèn ba màu, nói chung là nó không có chuyển màu được nha, nên nó cố định là đèn ba màu thôi, ba màu, màu xanh, màu đỏ và màu xanh da trời. Con chuột cũng vậy luôn, con chuột cũng ba màu luôn, con chuột cũng ba màu luôn, nhìn màu rất là đẹp luôn, hoành tráng. Tắt bạc, nói chung là bấm nó cũng khá ok á, bấm nó cũng sướng, cũng khá ok. Chỉ có 130k thôi, 130k mà có một bộ phím và chuột như vậy luôn thì mình không có đòi hỏi gì nữa. Như vậy là khá là ok rồi. Rồi độ bền của nó như thế nào thì mình phải xài mình mới biết. Rồi ok anh em nha, cái này là đánh giá của tôi về cái bộ sản phẩm phím giả cơ chỉ 130k tôi mua trên Lazada nha anh em. Đánh giá trên nền tảng là của người xài thôi nha anh em, chứ tôi là không phải là người dân chuyên nghiệp review sản phẩm hay cái gì hết. Thì trên nền tảng là của người xài, thì tôi lúc mà tôi đặt hàng như thế nào á thì giờ thì tôi đặt hàng như thế nào á thì giờ tôi bung hộp và tôi trải nghiệm và tôi chia sẻ cái trải nghiệm đó cho anh em. Anh em nào cần á thì mình lên mình mua. Giá thì rất là rẻ, mềm, mà phím với chuột thì rất là đẹp luôn á, led 7 màu. Tầm giá này thì mình không đòi hỏi gì nữa hết. Chút vào mà mình đánh giá cho cái shop bán hàng này 4 sao nha anh em, 4 sao. Nói chung là khá ok, phím khá ok, đóng gói thì đẹp. Hàng thì mình rất là nịnh mắt luôn á. Nhưng mà mình cho 4 sao thôi, để có động lực để cái shop đó làm tốt hơn á. Mình cũng vậy, thấy nào tốt nhất mình chỉ cho 4 sao thôi nha, chứ không mình không bao giờ mình cho mà 5 sao đâu. 4 sao thôi, 4 sao để có động lực để cái shop đó nó hoàn thiện làm tốt hơn. Gọi là không ngủ mê, không ngủ quên trong chiến thắng anh em. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nha. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nha.